Chào các bạn nhá. Hiện tại Trung Bonsai đang ở vườn cây của anh Tuấn. Đây là một cây xanh Nam Điền này. Thì đang được vua mẫu đơn nghiên cứu. Thì là có ý kiến, mỗi anh em một ý kiến mà. Theo ý kiến anh Cảnh thì cây này nên chơi kiểu gì cho nó hợp nhỉ? Nên chơi là ba tay, một tay hai, đây là xé. Còn tay đây là một phúc luôn, chơi ba vậy thôi, xong còn đưa hòn đá này vào, bỏ đá nhẫn ra. À đây nhà bỏ nhẫn ra. Đấy, đúng ra vòi luôn đâu. Hòn này đưa lên là mấy anh đưa ở chỗ nào, hòn đá đưa ở chỗ nào? Hòn đá nhẫn bên kia bỏ ra. Nhưng anh đưa hòn đấy vào chỗ nào? Đưa lấy hòn trong gầm này ra, nhét hòn này vào. Nhét cái đá nhẫn này ra. Là đá nhẫn này là người ta ghép khe, ghép suối chứ người ta không ghép ấy. Còn đây nó bản thân cây đây nó là da voi thì đá không phải da voi thì nó hợp. Em đang nghiên cứu đấy. Xem là em tìm cái viên nào ra cá sấu ấy. Đấy. Em chơi vào. Đấy, chơi cái đấy. Nhưng mà cây này mua rất rẻ đây nè. Cây này như đấy, anh là... Tuấn mua có 1 triệu thôi. Không biết là rẻ hay đắt nhà anh Cảnh nhỉ? Nói chung là lộc đang làm ăn nên làm ra cho nên với cái này là nó bây giờ nó vậy không ra những chục triệu rồi. À thế à? Mới mua có 1 triệu mà giờ anh Cảnh đã bảo chục triệu rồi thì cây sốt rồi các bạn ơi. Cây chục triệu rồi. Cái bản quyền cây này đây này, nó đu gà cho Tuấn này. Đúng không? Đủ như này đẹp nhất đây. Tôi đập tiền như này tôi đố ông thợ nào cắt nữa. Đố nào ăn trộm mà phá thế nữa. À thế à? Nghệ nhân như này thằng nào dám phá thế nghệ nhân này. Ui rồi, thế à? Đẹp lắm mà. Chứ không thể phá thế nữa. Dán tiền ở chỗ này. Bây giờ dán tiền vào chỗ này chứ không dán bất cứ chỗ nào nữa. Vậy nha các bạn, mình đã quay mặt trước nha. Không dám phá chỗ này. Anh Tuấn ơi, anh có thể hỗ trợ anh Cảnh quay lại cho em quay tí được nhỉ, cho khán giả xem. Đây bên kia đang ngược sáng. Nó đang ngược sáng thì em muốn quay cái mặt sau của cây này. Đây mà đây. Quay cái chậu lại tí được không? Quay vào đây. Cây để chứ nhìn thế này là lấy tiền. Lấy cây. Đây là mặt trước nhá các bạn nhé, chứ không phải là mặt sau nhá. Thì mặt trước thì cây nhìn rất là hầm hố và đẹp. Không khác này. Chẳng có nghệ nhân nào phá được cái chỗ này hết mà tiền là dán chỗ này. À nắng quá. Tiền là đập chỗ đấy. Tôi vừa được xuống rất là tàn bạo nhỉ. Thằng này nữa lấy hoa này ra cho chú này. Đưa hoa này lên này, hợp với hoa nhét âm vào này. À đây nha. Đây ra quay không? Nhét âm chỗ đây và hộc cái này. Cũng có một thời chơi xanh rất là lâu rồi nên là anh Cảnh cũng có rút ra rất nhiều kinh nghiệm. Mới là cây tiền chứ. Nhưng bây giờ người ta đang bỏ hết đá ra cái gì thì cài đá mà bây giờ. Nhưng mà theo tôi cũng kề cái hoa đá này tôi cũng bỏ. Tôi không bỏ hoa đá này, tôi không lấy được đá này. Bỏ hết. À. Đây cái vách đây nữa, đương nhiên đẹp là một vách đây. Đấy nha. Đẹp mà được vách đây nữa, quanh kèo vách đường nữa. Nếu gấp đá vào đây nó trồng đống như này. Hôm nay nắng rất to nhưng tôi cũng tranh thủ ghi lại đến những chia sẻ. Nếu bỏ hoa đá này đi thì mới cây nó mới quằn nèo. Thấy chưa? Mà đây mặt đây rất đẹp, mặt đây cực đẹp như tôi này. Đấy. Đưa đá này vào đây là đập đống đống đá rồi. À đây nha các bạn nha. Ý của anh Cảnh đang muốn bỏ này. Tuấn thử đến nhé, xem là có được không nào. Vẫn ra đi đấy. Lấy mặt này đẹp bao nhiêu. À thôi đây, ý kiến của anh em thôi thì cũng cứ tiếp thu thôi anh Tuấn nhỉ. Đây, đang để vậy đánh mà ta cũng chưa vội mà. Che mất cái mặt đẹp này của tôi rồi. Che chỗ này rồi mất cái 5 triệu mà rồi. À còn che cái đoạn này mất 5 triệu các bạn. Đấy bây giờ mặt đẹp vậy. Cây nhà thối rồi. Đây đi rồi. Cực đẹp luôn nhưng nó hồng hố vậy mà này. Thôi thì cũng cứ tạm thời như thế thôi. À, chỗ này nó ăn leo mà nó vàng nó chạch này đẹp. À, được. Có điểm nhấn nha anh Cảnh ấy, phát hiện điểm cái nhấn này. Thằng này rồi chết rồi. Đây nha các bạn nha, chạy gần lại này. Mặt đẹp quá này, mẹ vàng như chạch luôn. À cái này nó quá già rồi. Quá già, mặt này mới đẹp mà đây anh chú ấy về cho tôi thì mẹ này. Quá lại đéo này nhá, điểm này nhá. Cho được điểm này nhá, cho được điểm này nhá. Đúng rồi. Cho được điểm này nhá. Đây nha. Tôi ra đây nữa đúng không? Đúng rồi. Cây nó sẽ gọn lại. Không nối ra nữa chứ. Đánh đục ra cái này không nối nữa. Rồi. Đây, cái này phải đục rồi, đục nó này. Nhắm bể lại tí nữa. Cái đấy, thối này. À, chưa? Luôn. Đấy. Thấy chưa? Cảnh nói là Cảnh làm ngay này. Mẹ. Nhưng mà anh cố gắng để cho trước màn hình tí nhá. Đây nha. Cứ bé đâu nhỉ? Cứ bé bỏ vào trong cái. Đây nha. Góp ý nhưng mà lại cầm kéo cắt ngay. Rất là con người rất là quyết đoán. Đây. À thôi rồi. Có đục mà. Rồi nha. Đấy nha, góp ý nhưng mà là xin cưa để cắt ngay, không để chủ vườn này tiếc đúng không? Không thương tiếc. À anh rồi. Thích cắt cái nào nữa xong anh cứ đưa em 5 triệu cách một nhát. Đấy, cứ một nhát. Mẹ là ra 5 triệu chứ đấy. Không, anh đưa em 5 triệu. Đưa 5 triệu cắt đi là sướng, tự tin nhỉ. Sướng mẹ, cắt sướng.
hay là được thôi. Bởi vì tiền mua cây hết rồi cho nên chậu này là không, chứ này nó cũng hợp đấy chứ không phải là cũng hợp đấy, cây này cũng hợp đấy. Cái tiền mua chậu thì không đáng kể đâu. Rồi. Nhưng mà cái chậu anh ạ, nó hợp quá. Đùa hôm đấy mẹ có để ý cho nó vào chứ mãi mà tùng tùng thôi mà. Cảnh cũng vạch ra tìm cái này rồi nhưng mà anh chỉ xem là có sâu hay không có sâu thôi. Đấy nha các bạn nha. Thì anh Tuấn anh cũng giao dịch về rồi. Thì hôm qua mình cũng quay qua rồi. Tuấn, à chú. Xe nó vào chưa? Đây một trong một cây xanh Phúc Am nhé. Anh Tuấn rất là thích cây này. Nắng quá. Đây là khuôn viên nhà anh Tuấn nhé các bạn nhé, rất là nhiều cây, đặc biệt là những cái hoa giấy đang nở rất là rộ, còn là giấy sắc pháo. Đây nhé, thân nó rất là to. Okay. Cái giấy cũng là giấy đỏ sắc pháo, anh Tuấn đang thả cái rơi nhé. Cái thân cũng rất là to. Anh em bạn bè nào thích thì cứ alo. Đây là một số cây hoa ngũ sắc nhá, màu vàng này. Rất là đẹp này, đây là vàng chanh. Cây này thì ghép được hơn một tháng rồi, đang nở ra rất là đẹp, mini đây các bạn. Hàng ú cục. Bên trong cũng là có một số cây gỗ đơn cụm nhưng mà do là nó quá chặt nên tôi không thể quay được. Đây nhá. Một số cây gỗ đơn cụm thì rất là cao. Bóng tàn là rất là to. Khuôn viên quá là chặt, hoa dâm bụt cũng đang lở hoa. Bây giờ quay chậu vào bên đây tí này, chiều đấy vào tí. Chuyển cả chậu à? Không, chuyển chậu thôi, chuyển đau đấy vào tí. Đầu nào? Đầu anh ấy. Cho đầu này ra đi. Đẹp rồi đấy. Quá đẹp. Chờ này, cục. Tôi là tôi vặn luôn đây luôn. Vặn đục. Giảm nhằm cái này luôn. Tôi vậy là để vậy xong lại. Đang ngay luôn. Đúng không? Có lý không? Đúng rồi, vậy kê đấy. Đường trước vẫn phải kê vào đá vào. Thế thì tùy. Tôi gối hôn luôn hàng này đẹp. Cực đẹp luôn. Thế này ông cho ông gối luôn đi nào. Gối luôn, lên. Cái bàn hàng này nhá. Nhìn cũng ngồng nên là thành gây hay đấy. Còn đây mới là hoạt đẹp tí không ngồng phải được. Tôi đấy phải 5 triệu con này đặt cho đây nữa. Ừ. bên này được. Nên cái chỗ khỏi vậy nó vào đúng này đây đúng không? Nhưng mà đặt này vâng. Rồi. Đấy không bỏ cái hòn đá kia, ông cho cái đây vào chống đúng vào cái đấy không sợ ấy đâu. Này đây này, mặt không, này không sợ bị tắc nước đâu. Đây này, mặt này mới đẹp rồi. Không, mặt đấy thì đẹp rồi. Mặt này hòn đá này vào đây đẹp, cực đẹp luôn. Đúng không? Qua nói rồi nhưng mà đây. Mình xin kết thúc video đây để chuyển sang video tiếp theo nhá. Các bạn yêu mến kênh Trung Bonsai thì hãy nhớ ấn đăng ký ở bên dưới để nhận video sớm nhất, mới nhất mà kênh Trung Bonsai quay gửi tới các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt.
đặt lên chốc đấy nó cũng được mà. Mặt trong thôi chú Tuấn ạ. Mặt trong thì nó được.